hello, alo, alo. Alo, alo. Hello, hello, alo, alo. Alo, alo. Hello, chào mọi người. Mọi người có nghe thấy mình nói không nhỉ? Alo. Hôm nay mới rảnh rảnh lại tiếp tục live stream chém gió với cả anh em. Alo alo. Vào game thôi nhỉ. Hello, hello anh em. Mic rồi, xem anh em có vấn đề gì không nhỉ? Hello anh em. Everyone. Hello, hello.
cho mít. Thank you.
Hello, Dragon Slayer. Welcome to my channel. How to play this game? You can play Dragon Mania Legend on your PC or your mobile. You need to download the game on Apple Store, on Google Play Store. Cái cục mặt chưa chắc được ba con. Khó mà, sự kiện này vừa nhân phẩm lại vừa mất thời gian nữa, tại vì cái bàn cờ nó hồi một tiếng được một năng lượng, mà đi làm cả ngày thì không cài liên tục được.
Mình lại tối mới chạy được. Hơi hơi vất vả. Chào bạn Hoàng Thành Nam nhé. Làm kiểu gì mà nhiều thức ăn như thế nhỉ? Thì mình cứ chờ mình mở nốt mấy cái dương này nhá, xem nó có được cái con gì trong dương ngon không, để đi đánh với bàn cờ cho nó được nhiều sắt, nhiều nhiều năng lượng. Thức ăn thì mình cứ tiết kiệm thôi, mình chơi game này khá lâu rồi và mình cứ trồng trồng tới 6 tiếng ấy vào thu hoạch. Hoặc là mình coi quan trọng là phải có VIP, phải có VIP rồi đi đánh các cái bản đồ bên ngoài ấy, clear map hàng ngày để có được nhiều hoa quả hơn. Ví dụ như mình nhớ clear map bên ngoài hàng ngày này, map ở heroic mode này, nhớ có VIP nhá, kích hoạt VIP cho nó đánh được map thì nó được tận 72.000 cộng với cả 36.000 là khoảng 108.000 hoa quả, trong khi bạn bạn trồng 6 tiếng một nhà mới được có 40.000 thì phải. Đấy, chăm chỉ đánh những cái bản đồ ở đây này thì được rất rất là nhiều hoa quả luôn. Đi quá. Cây của mình không phải sao, cả này xuống đăng video cũng ít người xem, mở livestream cũng ít người xem, chắc là kênh muốn hoặc là chủ game khác, nhưng game này có vẻ hơi đuối. Ok, mình quay lại mở dương ở Junon tiếp để xem có được con rồng White Wall Dragon. Được con này thì đi bàn cờ mới dễ được. Giảm tiếng game nhỏ lại anh ơi. Ok, chờ một chút. Giọng hơi nhỏ nha. Ok, để mình tăng cái mic, lâu ngày không động mà, nhưng mà mọi người nghe rõ chưa? Mình đã dí sát tận nơi rồi mà vẫn nhỏ. Ok, bạn Hoàng Thành Nam, nãy bạn đã nghe được cái cách cày hoa quả như mình đã nói chưa? Ok hơn rồi, ok, cảm ơn bạn. Cứ chịu khó kích hoạt VIP rồi đi đánh các cái bản đồ bên ngoài ấy, thì mỗi bản đồ như cái level của mình được tận 108.000 một cái map ấy luôn, trong khi bạn trồng này 6 tiếng mới được có 40.000 hoa quả, rất là lâu. Chịu khó đánh các cái bản đồ ở đây hoặc ở bên đây, đây thì được ít hơn, được có 34.000 cộng với cả 17.000 thì được khoảng 51.000, nhưng cũng thế là nhiều nhiều hơn cả cái trồng kia, trồng hàng ngày chăm chỉ chịu khó đánh. Nhớ là phải có VIP để nó cộng thêm một cộng thêm 50% cái quà tặng nữa. Các bạn có dành thời gian để đánh tranh thủ đánh hàng ngày này, clear hết những cái map quyển sách này đi, vừa có quyển sách để nâng skill cho rồng, xong lại vừa có vàng, vừa có vàng vừa có hoa quả luôn. Chăm chỉ cày cuốc hàng ngày là có 330.000 vàng cộng 165 luôn, nó khoảng gần 500.000 luôn. Bên cái map heroic chắc phải được gần 1 triệu vàng. Rồi, giờ mới 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 sang tuần mới thì cái sự kiện ở cái bàn cờ vua ấy, nó sẽ reset lại, thì cứ phải tập trung để cày cái con rồng ở trong Zoneon. Nếu mà có con đấy sớm thì đi sẽ dễ hơn, có thể lên được mấy trăm level ở trong cái bàn cờ, còn không thì
đen thì lúc nó gần hết mới bóc được con đấy ra thì hơi hơi vất vả. Bên kênh mà game nó tương tác nhiều hơn kênh nhá, ở không kênh đó làm sau làm mới mà được nhiều lượt xem hơn mình ngày xưa luôn. Ờ, mình đăng video còn video không được cả 100 lượt xem, buồn vãi. Bên này chả sao tụt kinh khủng, search search ở trên YouTube Dragon Mania Legend không ra kênh của mình luôn, kiểu như bị mất đề xuất luôn, thành ra là hơi hơi khó lên. Lập kênh mới cũng vẻ hơi khoai, kênh nó phát triển sau mình mà bây giờ nhiều lượt xem các thứ hơn, tương tác hơn như như mình luôn, như mình ngày xưa luôn, hơi buồn. Chắc người ta chăm chỉ làm, mình dạo này bận quá không có nhiều thời gian để chơi chơi game được nên là hơi tù. Đấy, cái con này nó mới có 30 máu, tối đa ăn được 30 máu nên là rất là khó. Không chịu khó, chịu khó qua bảng vậy chứ không 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 hy vọng gì. Qua bảng này nó tích được nhiều set hơn thôi chứ còn chờ Dung Eon mở được con rồng kia thì được 50 máu đánh sẽ dễ hơn. Cố gắng giữ đam mê thôi anh ơi. Ok, cảm ơn bạn nha, cảm ơn bạn đã động viên mình. Mình cũng đam mê thôi chứ còn còn cái gì ngoài đam mê để chơi được cái game này nữa đâu. Ăn đủ năm dương à.
tôi anh em. Anh nghe nói là cái biến rồng bé này được khuyến mại, còn có một một kim cương đấy, đúng rồi, các bạn tranh thủ đi hóa rồng bé lại, mất 12 tiếng. Là trồng 6 tiếng được có 40.000 hoa quả, trong khi đánh 1 mét được có hơn 100.000 luôn. Chị đã quên hôm nay rồng rồi. Mọi người đã lai được con rồng tháng này chưa? Mình lai được rồi, đang chờ nó nở đây. Mình có thể skip luôn để cho mọi người xem luôn. Xem cũng là người nước ngoài nhiều hay sao nên là ít người tương tác bằng tiếng Việt đấy. Ok, đây là con rồng của bộ sưu tập mới. Nếu lai đủ 3 con rồng tháng sắp tới sẽ được 100 gem. 100 kim cương có vẻ hơi hơi ít. Trước đó được cả một cái nhà chứa rồng Diamond Dragon, kim cương à? Cái Earth Collection này thì là phải nạp thẻ, nạp tiền để mua cái Premium Pass ví hiệu này thì mới được con rồng, đủ mảnh ghép của con rồng Garden Grom. Game giờ lại hút máu vãi. Ngày xưa thì cày chay, bây giờ thì hút hơi nhiều. Thực ra thì mọi người không thời gian thì mọi người có thể nạp tiền để chơi thôi. Nhưng mà game 7-8 năm rồi thì nó cũng phải thay đổi chiến lược. Con này mình sẽ nâng lên cấp 20 luôn, xong mình sẽ đeo cho nó mấy cái huy hiệu rồng. Xanh thôi, hút máu này, dòng này tăng đam, đây, hai cái này là nước sắt thép à, mình sẽ học cho nó cái skill đó. Search tên dòng luôn à, con chuột này level ở đây à, mình sẽ học cho nó cái phải unlock trước à, quên đấy. Đang livestream được 38 phút rồi, nhanh nhé. Ok, mình thấy có một cái sự kiện khác là Hero Challenge này, dùng cái con rồng tháng để đi đánh nhá. Các cái bản đồ này đánh xong thì sẽ nhận được con rồng này à, Poecilia. Ừ,
clan mình ít người làm nhiệm vụ trái vai, clan mình ngày xưa còn còn đông vui ấy, bây giờ mọi người off hết rồi, off hết rồi còn mỗi mình thôi. Mình không muốn mày, tại mình không nhiều thời gian ấy, nên là mình cũng không sang clan mới, cũng không lập clan mới để tuyển người ấy. Chứ clan dạo gần đây nó có cái clan shop này và mua được cả dương huy hiệu luôn, ngon vãi cả trưởng luôn, 3 dương 1 tuần tốn 11.500 điểm này. Nhưng giờ ít người nên là không có người làm nhiệm vụ để có điểm, rồi có cả thêm cả cái dương mới nữa, mình không biết là cái gì. Nhưng mà ít đi, chắc là sắp tới phải xin sang clan khác để cày cuốc. Ở đây có con rồng này họ cũng bán bằng tiền mặt luôn. Nhận được 4 cái vé ticket này. Xong lại nhân đôi thành 8 vé. Mình có đây, vừa nhận được luôn này. Đó, có con rồng này. Họ x2 luôn, xong giờ nhận được 16 vé một ngày. 16 vé một ngày thì sẽ được mở cái dương đâu nhỉ, dương ở đâu nhỉ, quên xứ. Không nhớ cái dương kia ở đâu. À, ở trong cái đây. Đấy, được cái vé vàng, ngôi sao màu vàng này, mở cái hộp này để kiếm đá nâng cấp sao cho rồng. Cái này cũng khá là vất vả mới được một con 12 sao. Mình ngày xưa cày cuốc cũng tích lũy được khứa khứa, nhưng mà không biết nâng cấp con rồng nào nữa nên là cứ để dành ấy thôi. Rồng P và rồng T rất là hiếm. Rồng A, rồng D, rồng L thì đủ lân. Thôi, hết rồi. Chuyển sang game khác thôi anh em nhỉ. Chuyển sang Dragon City đi, lâu không chơi. City, would you like to play a city game with me? Okay, look great. Hello, I'm good, thank you. Wow, I got 100 diamond and let's see dragon. Dragon City is our game, is an our game. Can you suck at me as a game? Thank you.
everyone, welcome to my channel.